Yes. Nguyên tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh. Nguyên tắc 1, phần lớn động từ và giới từ có hai âm tiết, thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Relax, reduce, include, among, between, aside, begin, become, forget, enjoy, discover. Nguyên tắc thứ hai, hầu hết danh từ và tính từ có hai âm tiết đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Action, paper, teacher, happy, rainy, active. Nguyên tắc thứ ba, với những từ có ba âm tiết trở lên, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ ba, tính từ cuối lên. Economy, industry, intelligent, specialize, geography. Nguyên tắc 4, các từ tận cùng bằng các đuôi thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước nó. Economic, foolish, entrance, famous, nation, celebrity, musician. Nguyên tắc thứ năm, các từ có hậu tố thì trọng âm rơi vào chính âm tiết đó. Agree, volunteer, Vietnamese, retain, maintain, unique. Nguyên tắc 6, các từ có hậu tố thì trọng âm chính của từ không thay đổi. Agree, agreement, meaning, meaningless, rely, reliable. Nguyên tắc 7, các từ tận cùng thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới lên. Economical, economical, democracy, democracy, photography, photography, investigate, 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 investigate. Nguyên tắc thứ 8, danh từ ghép trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất. Birthday, airport, gateway, boyfriend, greenhouse, seafood, toothpaste. Nguyên tắc 9, tính từ ghép thường có dấu gạch ngang ở giữa, trọng âm rơi vào từ thứ hai. Bad-tempered, bad-tempered, old-fashioned, old-fashioned, one-eyed, one-eyed, well done, well done, well done, well done. Thank you. See ya.